quý vị, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai thành phố đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn trong việc phát triển đô thị. Đó là việc phát triển kinh tế, mở rộng các công trình kiến trúc và song song với đó là bảo tồn các di sản. Phát triển đô thị và gìn giữ bảo tồn di sản không còn là chủ đề mới mẻ đối với hai đô thị lớn nhất cả nước. Thế nhưng làm thế nào để giải quyết hài hòa giữa hai vấn đề trên thì thực sự là bài toán khó đối với các cấp quản lý. Và để có thể giải quyết vấn đề này thì luôn cần sự tham vấn của các nhà khoa học. Vâng, và mới đây tại thủ đô Hà Nội thì một cuộc tọa đàm với chủ đề là bảo tồn di sản đô thị trong quá trình hiện đại hóa đã thu hút rất nhiều người tham gia. Và đáng chú ý đó chính là ý kiến của vị khách mời chương trình, đó là tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu đến từ Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu đã phân tích những mâu thuẫn giữa bảo tồn với quá trình hiện đại hóa từ trường hợp của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Hai đô thị đứng trước những thách thức khó khăn quá lớn trong việc bảo tồn di sản văn hóa đô thị. Bằng cách đưa ra những ví dụ sinh động về sự thay đổi chóng mặt của hai đô thị, tiến sĩ Hậu khẳng định quá trình đô thị hóa, phát triển kinh tế đã phá hỏng nhiều di sản quý giá. Di sản ở đây không chỉ là những công trình kiến trúc cụ thể mà còn là cảnh quan, quy hoạch chung của toàn đô thị. Những tòa cao ốc mọc lên ngày một nhiều và cao, nhiều công trình giao thông mở rộng đã vô hình làm giảm giá trị của di sản. Và đã đến lúc cần phải giải bài toán giữa bảo tồn và phát triển ở hai đô thị lớn để làm gương cho nhiều đô thị nhỏ. Vấn đề phát triển đô thị mâu thuẫn với việc bảo tồn các di sản thì trước đến nay thì đã được chúng ta nhắc đến rất nhiều rồi. Vậy thì theo bà, tại sao thời điểm này vấn đề này lại được dư luận quan tâm đến như vậy? Vấn đề đấy thực sự quan trọng là vì cái quá trình mình gọi là hiện đại hóa hoặc là đô thị hóa ở Việt Nam chúng ta tiến quá nhanh và quá nóng. Cái quá trình đấy thì nó tác động rất lớn đến quy hoạch của đô thị. Và trong cái quy hoạch của chúng ta thì cái phần mà quy hoạch để bảo tồn thì dường như là chúng ta cũng chưa được chú ý lắm. Chính vì vậy cho nên là ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cũng thế thôi. Ngay khu trung tâm là những cái khu mà được đánh giá là cái vùng di sản đấy, thì đã có rất là nhiều công trình mới thay thế những cái công trình mà có thể đánh giá là di sản. Thế thì cái việc mà những công trình mới xen vào những khu di sản như thế thì cái thứ nhất là tôi nghĩ rằng là nó đã làm mất giá trị của cả một cái khu, một cái vùng di sản. Và cái thứ hai nữa là hai cái đô thị lớn này nó làm một cái như là cái gương ấy, không được tốt cho những cái đô thị nhỏ. Đừng nghĩ rằng là chỉ có Thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội là có những cái di sản đô thị mà bắt đầu đô thị chúng ta hình thành từ cái đô thị trung cổ cho đến đô thị thời Pháp ấy, thì đô thị nào nó cũng có những cái di sản nhất định. Đấy, cho nên là nếu như mà hai thành phố lớn mà mình nói là không làm gương thì các thành phố nhỏ trong xu hướng sắp tới đây thì có lẽ là cái việc mà phá các di sản đô thị thì nó cũng sẽ rất là nhanh chóng. Từ trước đến nay thì các chính quyền họ thường xuyên mắc phải một cái điều đó là rất khó để giải được bài toán giữa phát triển kinh tế và việc bảo tồn các di sản. Vậy thì theo bà, bài toán ấy trong thời điểm hiện tại ngày nay thì chúng ta cần phải giải quyết như thế nào? Tôi chắc lại cũng không đủ cái khả năng để có thể đưa ra một cái gì vĩ mô đối với cái chuyện mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển. Nhưng mà chỉ cần học tập kinh nghiệm của một số quốc gia đang phát triển hiện nay, họ cũng đã đi qua cái giai đoạn phát triển nóng đô thị như mình, thì mình cũng có thể nhận thấy rằng là nên khoanh vùng. Vùng nào là vùng di sản thì từ việc quy hoạch cho đến phát triển kinh tế thì nên chú ý phát triển về mặt văn hóa ở vùng đấy. Thế còn những vùng trống chẳng hạn, những vùng mà không có di sản thì chúng ta có thể thoải mái phát triển đô thị ở vùng đấy. Chứ còn nếu như bây giờ mà không phân biệt, trong một đô thị không phân biệt khu vực di sản với khu vực không, thì rõ ràng là chúng ta sẽ không có được những cái giải pháp đúng đối với lại từng khu vực. Phát triển giao thông cũng thế, không phải là khu vực nào mình cũng có thể mình đưa những cái phương tiện hiện đại vào, bởi vì đưa vào thì hiện đại thì ai cũng muốn, đúng không ạ? Thế nhưng mà khi hiện đại như vậy thì ta có thể làm ở khắp nơi, thế nhưng mà di sản đã mất rồi, chúng ta không thể tìm lại. Cho nên là điều đầu tiên mà kinh nghiệm của các nước đã làm thì ít nhất là họ phải nghiên cứu quy hoạch và phân vùng ra, vùng là vùng di sản không được đụng vào, vùng nào có thể khai quật khảo cổ hoặc là có thể thay thế những cái tòa nhà cũ bằng tòa nhà mới, và vùng nào có thể thay mới hoàn toàn, xây mới hoàn toàn, thì cái đấy là cái đầu tiên mà các nước đều làm. Một trong số những cái điều để khó giải quyết được bài toán này chính bởi vì hiện nay dường như chúng ta vẫn chưa xác định được di sản dành cho ai và di sản có ý nghĩa như thế nào trong xã hội hiện đại. Bà có thể lý giải câu hỏi này được không ạ? Từ giờ này thì đối với cộng đồng cư dân đô thị chúng ta dường như cũng không đánh giá cao lắm vai trò của họ. Với một cái từ mà chúng ta hay gọi với một cái nghĩa không hay lắm, ví dụ thị dân chẳng hạn, thì dường như là không đánh giá đúng cái vai trò của thị dân đối với việc bảo tồn di sản. Di sản ở đây thì không phải chỉ là vật chất mà còn cả là những cái lối sống của đô thị chẳng hạn. Đấy. Thế thì nếu như không có quan điểm đúng thì chúng ta sẽ khó có thể đánh giá được đúng cái vai trò và chức năng.
Và khi không đánh giá đúng vai trò của chức năng của thị dân, của di sản thì chúng ta sẽ ứng xử sai. Rõ ràng là di sản là thuộc về người dân. Vậy thì theo bà làm như thế nào để có thể gợi gợi được ý thức về bảo tồn di sản từ chính những người dân, kết hợp với đó là sự tham gia vào cuộc của các đơn vị, các lãnh đạo địa phương cũng như là các cơ quan cấp cao hơn? Vâng, việc tôi đang làm đây là một việc đấy ạ. Và cố gắng cho họ biết được rằng là cái đấy có giá trị, và cố gắng là để cho mọi người hiểu rằng là những cái giá trị như thế thì nó không phải chỉ có giá trị về mặt kinh tế, mà còn có giá trị, không phải có giá trị về văn hóa lịch sử một cách chung chung, mà có thể kiếm tiền được từ những cái giá trị như vậy qua bài học du lịch của rất là nhiều nước. Xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu. Vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng tiến trình đô thị hóa ở Việt Nam nói chung và ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng không phải là một đường thẳng, bằng phẳng với xu hướng tích cực, mà như là một con đường bị đào xới và dựng nhiều lô cốt, làm phát sinh không ít những vấn đề nan giải và đòi hỏi các nhà quản lý đô thị cần phải có tầm nhìn và chính sách để có thể phát triển bền vững. Vâng, đúng là như vậy. Nếu như mà không gìn giữ mối quan hệ hài hòa giữa phát triển đô thị và bảo tồn di sản, thì một ngày nào đó những dấu tích xưa cũ sẽ không còn nữa. Và đồng nghĩ với việc là những ký ức và tình cảm con người với đô thị cũng sẽ không thể lưu truyền mãi mãi.